Thưa quý vị, video này hướng dẫn cách sử dụng Luraco iFill 4. Và thưa quý vị, iFill 4 là hệ thống thắt nước tự động tân tiến cho pedicure spa mà có thể dùng được với liner do công ty Luraco tại Hoa Kỳ sản xuất. Nó rất là đơn giản. Sau khi mà quý vị bỏ cái liner cũng như là cái đầu đánh nước nam châm vào bồn rồi thì mở nước lên. Kế tiếp là quý vị bấm cái nút iFill ở trên cùng. Vâng, cái nút trên cùng nhé thưa quý vị. Nước sẽ chảy vào bồn và sau đó tự động tắt, Z và đèn LED đó, nó sẽ được on lên. Thưa quý vị, vì bất cứ lý do gì, quý vị cũng có thể bấm cái nút iFill ở trên cùng này nè, để mà tắt và mở nước trước khi nó tự động tắt. Và cũng bất cứ khi nào quý vị muốn tắt hay là mở, tức là on hay off đó, cái Z cũng như cái đèn LED, thì quý vị bấm vào cái nút Z này nhé. Khi nước đã đầy trong bồn rồi, nhiều khi quý vị cũng phải thêm nước nóng hay là nước lạnh phải không ạ? Thì quý vị bấm vào cái nút mà có cái hình vòi nước này nhé. Xin lưu ý rằng, vì đây là nút manual, tức là nó không có tự động tắt đâu. Do đó khi mà bồn đang nhiều nước đó, mà quý vị bấm vào cái nút này để thêm nước đó, thì nó sẽ có cái tiếng bíp 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 để quý vị theo dõi mà tắt nó, vì nó không có tự động tắt. Khi mà trong bồn á, nó không có nước hoặc là nước nó nằm phía dưới cái sensor thì bấm cái nút mà có cái vòi nước này đó thì nó cũng tương đương với cái nút iFill ở trên, tức là nó sẽ tự động tắt giống như iFill vậy. Một vài điều mà quý vị cần lưu ý là như thế này. Một số tiệm nail mới đôi khi hệ thống nước chưa có được clean sạch trước khi mà ráp bồn vào. Do đó có rất là nhiều cái dơ bẩn bên trong cũng như là sỏi cát đó thưa quý vị. Nó sẽ làm tắc nghẽn cái van nước. Do đó nếu quý vị là cái tiệm mới mà khi quý vị bấm mà nước nó không có ra đó, là quý vị nên xem lại các cái hệ thống mà cung cấp nước, tức là water supply đó. Mà đặc biệt là quý vị có thể mở cái van nước ra để xem thử nó có bị nào là thưa quý vị những cái cao su non, rồi những cái sỏi đá nó nằm bên trong, nó block cái nước, nó không cho nước vào bồn nữa thưa quý vị. Thứ hai, cũng như bất cứ một cái đồ điện tử nào, ví dụ như điện thoại hoặc là computer, thì quý vị biết là nhiều khi nó cũng bị freeze, nó bị đứng đó thưa quý vị. Thì cái hộp master box này trong đó nó cũng có rất là nhiều cái software. Thì thưa quý vị, đôi khi một lúc nào đó nó cũng có thể nó bị đứng khi mà quý vị thấy mà cái hệ thống tắt nước tự động á, có vẻ như nó không có normal. Thì quý vị rút cái power cord ra của cái hộp master box ra đó. Quý vị chờ khoảng 10 đến 15 giây để cho cái phần mềm, cái software bên trong nó reset lại, nó chỉnh đốn lại, thì quý vị cắm vào lại. Nhưng mà quý vị nhớ, khi mà làm cái động tác này thì nước trong bồn nó không có, thưa vị, quý vị phải xả nước ra hết. Chứ không thôi, cứ mỗi lần cắm vô như vậy, chúng tôi biểu cái master box là cứ mỗi lần reset là nó tự động nó recalibrate. Recalibrate có nghĩa là từ bản thân nó chỉnh đốn lại, nó sắp xếp lại. Thì nó cứ nghĩ rằng là ok, là trong bồn là nó không có nước để mà nó tính toán cho nó chính xác, cho cái độ nhảy của cái sensor nó điều chỉnh lại cho nó chính xác hơn. Và thưa quý vị, bất cứ khi nào mà quý vị muốn cần có sự trợ giúp từ Luraco thì quý vị gọi số 817-633-1080, 817-633-1080, hoặc quý vị gửi email đến support@luraco.com. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã sử dụng sản phẩm của công ty Luraco.